Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì nghe các cơ quan liên quan báo cáo về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, cùng tham dự có Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, các bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính. Trước đó vào sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã giao chính phủ và các bộ ngành liên quan phối hợp với Ủy ban xã hội báo cáo việc chuẩn bị các nội dung liên quan, điều chỉnh nội dung kỳ họp thứ nhất để bổ sung nội dung phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, Đảng đoàn Quốc hội đã báo cáo và được Bộ Chính trị đồng ý việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là trình tự theo thể thức rất đặc biệt nên chúng ta cũng cần phải có cách thức rất đặc biệt. Trên cơ sở sự đồng ý tán thành của 474 trên 474 đại biểu quốc hội có mặt tại hội trường với chủ trương điều chỉnh chương trình kỳ họp bổ sung và chương trình kỳ họp thứ nhất, nội dung liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 và việc quốc hội cũng thống nhất sẽ quyết nghị các giải pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất. Cuộc họp do Chủ tịch Quốc hội chủ trì đã nghe và cho ý kiến tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội về các giải pháp này. Sau khi nghe và cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội liên quan đến các giải pháp này, Chủ tịch Quốc hội đồng tình với phạm vi điều chỉnh trong khuôn khổ công tác phòng chống dịch COVID-19, xác định thời hạn áp dụng cụ thể tới hết năm 2022. Đối với các nội dung phòng chống dịch mà luật đã quy định thì Quốc hội cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn quyền quyết định. Nếu luật chưa quy định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện thông qua các nghị quyết, quyết định, báo cáo Quốc hội sau. Nếu nội dung khác quy định của luật thì Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các đề nghị của chính phủ, báo cáo quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Cũng trong sáng nay thì các đại biểu quốc hội đã tham dự kỳ họp thứ nhất và các khách mời đã tham gia lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống Covid 19.